Hôm nay hai vợ chồng ăn vịt tứ vị, bốn vị, vị bình thường, vị mẹ, vị tháng đêm, vị ở cây. Gia vị hướng từ lấm từ lứa tung bồng. Chắc là không giòn đâu. Đây bà con ơi, đã chưa? Bên đây có bánh bao chiên, nước tôm bùng vịt, nước chấm vịt, dĩa cải và bao tử vịt. Mời vợ ăn đùi vịt. Ok, vô chị em nghe. Ngon. Cái không? Không cái gì cả. Vịt quay, thang tê, vô em ơi. Vô chị em ơi. Quá giòn luôn. Mời em ơi, vô nghe. Gọi là bánh béo chiên quá ngon luôn.